da. Mẹ tổ nó, lưỡi làm gì đâu mà lục nhách như là cái dùi đục vậy. Liền mẹ nó đi, lấy cái mới xài cho nó sướng. Dạ cả rồi. Mà uống quá cất để mai mốt xài. Để một cái tủ lại mài xài đỡ. Chết mẹ không. Không lẽ mới đó mất mẹ nó rồi. Hay da. Ô, ông Địa ơi. Ông Địa, giai ông Địa nghe ông Địa. Ông Địa cho con kiếm được cái lưỡi lam mà con cúng ông Địa nãy chuối. Ý dạ, nó ở đây rồi. Ông Địa linh thiệt đó nghe. Mới dai một cái là kiếm được liền. Mày á nghe mày, có chút xíu như vậy mà mày làm tao tốn tiền cúng hết nãy chuối cho ông Địa. Ghi vô để em thôi quên. Dạ cả rồi. Cái gì cũng phải ghi để nhớ. Ui sao mà càng già nó càng lú lẫn. Ủa tôi ghi gì mà nhiều quá vậy nè. Mua nước mắm của bà Tư chưa thối 200. Ông Sáu còn thiếu 500. Bà Tư mượn 2 muỗng muối chưa trả. Cương quyết không mua đồ của bà Hai nữa. Tại vì bà không cho trả giá. Ôi, mấy cái người này thiếu nợ dai quá. Để coi ngâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ông Địa ơi, con thiếu ông nãi này nữa là 9 nãi chuối rồi ông Địa ha. Để mà con mua cúng ông nguyên quầy luôn. Bà ơi, vậy bà còn sống hả bà? Vậy mà tôi tưởng. Ông tưởng cái gì vậy ông? Bà thấy trong người của bà làm sao rồi? Tôi thôi. Tôi thôi. Vậy là sau bao năm chờ đợi, bà cũng sắp đi rồi ha. Đi đâu vậy ông? Đi xuất cảnh. Đi theo diện đoàn tụ ông bà. Sao ông nói như vậy? Thì bà nói con mắt của bà tối thui, không có thấy đường nữa. Trời đất ơi, ông mở cái đèn, thấy mẹ gì được mà thấy. Bữa nay sáng trăng mà, mở đèn chi cho nó hao điện bà. Ông ơi, ơi, yêu cầu lần cuối. Bà muốn gì? Cái đèn 30 năm rồi ông không mở. Tôi cũng không có yêu cầu. Giờ lần cuối cùng ông mở cho tôi thấy mặt ông một chút. Tôi sắp chết rồi ông ơi. Được rồi, tôi mở. Tôi mở cho bà sáng con mắt của bà. Lẹ lẹ đi ông. Tối con mắt của tôi. Ông ơi, có chừng không kịp nghe ông. Rồi ông ngồi xuống. Bà cho... thấy gì chưa? Ông ngồi xuống cho tôi thấy mặt ông lần cuối đi ông. Bà ơi, bà ơi, bà đừng có nói vậy nghe. Bà ráng lên nghe bà. Ráng sao? Thì ráng sống cho nó khỏe mạnh. Tôi ráng hết nổi rồi ông ơi. Bà nhắm mà ráng không nổi.
Thôi bà cũng ráng chết lẻ lẻ chốt. Chứ tôi thấy bà cứ bệnh rề rề gì hoài á, nó tốn tiền quá. Không với anh, năm nay là năm 60 năm rồi. Tôi biết cái tính của ông mà. Nhiều khi tôi muốn cắn lưỡi tôi chết cho ông đỡ tốn tiền. Mà răng nó rụng hết rồi còn mẹ gì đâu nữa mà cắn. Đụng cái néo nó nhổ gần chết. Bà ơi, bà đừng có nói vậy. Bà nói nữa tôi khóc bây giờ. Ông ơi, ơi tôi đói quá. Cái gì? Đói. Gần chết tới nơi rồi ăn chi? Ăn cho nó có sức. Có sức rồi làm cái gì? Có sức rồi bà cứ sống rề rề hoài báo hại tôi tốn quá. Tôi biết mà. Ông muốn tôi chết sớm để ông lấy vợ khác. Không phải, tôi ở với bà 60-70 năm nay rồi. Bà không hiểu tánh ý tôi hay sao? Tôi nói thiệt với bà nghe, sau khi mà bà chết rồi á, tôi ở vậy không có lấy vợ khác. Mà già cả rồi, lấy vợ làm được mẹ gì đâu. Còn có con á, thêm phần hao tốn bà ơi. Bởi vậy, hồi trước tôi nói ông để cho tôi đẻ một đứa, ông đâu có chịu. Ông nói đẻ ra tốn tiền thuốc, tiền men, tiền dầu khuynh diệp. Bà đừng có đổ thừa tôi. Bà hồi 2 năm trước bà cũng đòi đẻ, tôi cũng ráng đẻ cho bà đẻ. Trời đất mẹ ơi, cả tháng trời bà hành tôi mệt vậy, muốn cành không vậy hả? Rồi cuối cùng bà có đẻ móc xì gì đâu. Thôi đi ông, lúc đó ông hết xí quách rồi. Tôi hết xí quách hay là đồ phụ tùng của bà hết thời gian sử dụng? Ông nhắc lại ba chuyện đó làm chi? Già cả rồi nhắc lại chi nó thèm. Mà ông thấy không, giờ lỡ có về gì đâu có ai lo. Tôi lo, tôi lo cho bà 30-40 năm nay được mà. Bây giờ không lẽ còn có đoạn cuối tình yêu này tôi lo không nổi cho bà hả bà? Ơi, nhưng mà chắc kiếp trước tôi xô bà té sông té giếng gì á, cái kiếp này bà đào thai lên đây bà làm khổ tôi quá. Ông nói gì tội tôi vậy? Tôi làm khổ gì ông? Chứ còn gì nữa? Để tôi nhớ lại coi. Tôi nhớ lại cái hồi thời mà tôi mới quen bà đó không? Cái hồi mà lúc đó đó thì tôi nhớ rồi. Lúc đó tôi đang mua cái cà lem. Rồi cái tôi thấy bà đi ngang. Trời đất ơi, lúc đó bà đẹp lắm kìa. Chứ đâu có da khăn lép xẹp như giờ vậy. Rồi cái tôi mới chạy theo tôi làm quen. Tôi chạy theo bà tôi làm quen. Trời ơi, bà biết không bà, đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe bà. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà tôi quên lấy tiền thối á bà. Cái tưởng sao, cái giây phút ban đầu lưu luyến ấy, mới nói chuyện có mấy câu bà lấm mẹ nó cây cà lém của tôi. Tại ông mời tôi chứ bộ. Ôi, người ta mời lơi mà cũng ăn. Mời lơi ăn chơi cho nó bỏ ghét.
chưa thấy ai mà ham ăn như bà vậy. Không phải, lâu nay tôi không nói cho ông cái lý do tôi ăn cái cây cà lem của ông mà ông tiếc hùi hụi tới giờ. Ừ. Bởi vì từ nhỏ cho tới khi gặp ông, cha mẹ tôi cấm không cho tôi ăn cà lem. Sợ bị súng răng. Tôi biết mà giờ nó răng nó súng nó rụng hết vậy tôi ăn cho nó đã thèm. Ôi nhưng mà ông có lỗ lã gì đâu. Tốn con cây cà rem mà cưới được người vợ hiền hậu đẹp đẽ như tôi vậy còn đòi gì nữa. Tôi không dám đâu bà ơi. Cưới bà đó hả? Tốn tiền thấy mụ nội luôn. Sổ sách tôi còn ghi kìa. Bà muốn coi không? Tôi lấy ra cho bà coi. Rồi chưa có hết đâu à bà. Sau khi mà bà về đây bà ở với tôi trong căn nhà này không? Cái tôi còn phải nuôi cho bà ngày ăn ba bữa nè. Cái còn những lúc mà trở trời trái gió không? Bà bệnh hoạn nè, rồi tốn tiền thuốc, tiền men. Cái còn chưa hết đâu bà. Rồi mấy năm gần đây bà già cả rồi không thì mới không có tốn tiền son phấn cho bà thôi. Trời ơi, mấy chục năm ông nói ăn ngày ba bữa, bữa nào ông cũng cho ăn mắm biết có mau chứ. Nó dài cui ốm nhom như con mắm vậy. Ông tưởng bộ tôi sướng lắm hả? Ôi mà giờ này tôi mới biết ông không phải là con người hà tiện mà ông là con người tính toán. Cái gì? Tôi mà tính toán ha? Còn gì nữa? Bà mới là con người tính toán à, cho bà biết. Tôi tính toán cái gì? Chứ còn không phải ha? Trời đất mẹ ơi, thuốc chữa ông rồi. Bà không tính toán chứ còn cái gì nữa? Cái hồi mà bà còn sống á không? Thì bà bắt tôi phải nuôi bà. Thuốc ho. Rồi không? Tới bây giờ sắp chết rồi á, bà cũng dành. Bà chết trước tôi. Trời ơi, ai dành không chứ? Bà chết trước tôi để tôi phải lo cái đám ma cho bà. Bà chưa hết đâu nghe bà. Mai mốt đây à, lo cái đám ma cho bà đó không? Rồi bà con chồng sớm đã tới đây người ta phúng điếu. Rồi tôi mất công tôi phải khóc nữa. Tôi mà không khóc đó nghe. Rồi bà con nói là tôi không có thương bà. Rồi chưa hết đâu bà. Sau khi mà đi chôn bà về rồi đó không, tôi mới sống trong cái căn nhà đầy ắp kỷ niệm này nè. Trời đất ơi, nó lạnh lẽo, nó cô đơn. Rồi tôi hồi hộp, tôi lo sợ là không biết là tôi làm cái đám ma cho bà xong rồi tôi lời hay tôi lỗ nữa. Trời ơi, giờ tới giây phút cuối cùng của tôi mà ông nỡ ông tính lời tính lỗ với tôi nữa hả? Ừ, tính chứ sao không tính bà. Cái hồi làm đám cưới với bà đó là lỗ chổng cẳng rồi. Bây giờ không, cái đám ma này mà lỗ nữa có nước tôi chết à. Tôi nói thiệt bà nghe không, cái hồi mà đám cưới đó
Mà lỗ là cũng tại bà. Tại cái gì chứ? Bà đâu có chịu nghe lời của tôi tính. Không, lúc đó tôi tính là đãi mỗi một người như vậy là nửa cái bánh bao chỉ uống nước trà, vậy là có lời chút đỉnh rồi. Bà không có chịu nghe lời tôi. Bà xài sang trọng quá mà, bà phung phí quá mà. Thế bà đòi đãi người ta mỗi người nguyên cái bánh bao rồi còn uống trà đá nữa. Trời đất mẹ ơi, xong cái đám cưới rồi nha, lỗ quá trời quá đất. Anh ra đợt này tôi tính rồi à bà, cái đám ma của bà đó không, tôi là phải tiết kiệm, tôi phải giảm tiện tối đa để kiếm chút lời để gỡ vốn lại cái vụ hồi đám cưới à bà. Mà tôi nói cho bà nghe nghe không, trời cao có mắt à bà. Mắt gì? Trời cao có mắt rồi mới cho bà chết trước tôi à. Tôi còn ở lại à, tôi lo cho bà được không? Tôi mới có giản tiện à, tôi đơn giản để mà tôi tiết kiệm đó. Rồi để mà tới khi mà tôi chết á thì có cái tiền để mà mua cái hòm. Chứ còn à, bà mà chết sau tôi không? Rồi cái tánh mà hung phí của bà đó nghe không? Nào là bà mua hòm cho tốt nè không? Rồi bà mướn nào là xe tang nhà rồng nè, rồi bà kêu gì nhạc tây nhạc ta tới nó thổi ò e y e ngâm. Rồi tới khi bà chết bà không có tiền mua cái hòm, người ta quấn chiếu và người ta liệng bà xuống ao à bà. Tôi sắp chết rồi, không cần nhằn cử nữ tôi chi thổi tôi vậy không? Tôi phải nói cho bà, tôi phải nói cho bà biết, bà nhớ trong lòng của bà đó. Để khi mà bà chết xuống dưới rồi nữa không, mỗi lần mà ở đây mà tôi mà đốt giấy tiền vàng bạc cho bà đó không, bà phải biết tiết kiệm, bà phải để dành đó, bà xài từ từ. Chứ cái tánh mà phung phí của bà đó nghe không, ở dưới mà không có tôi à, bà chết đói à bà. Ông làm như có ông, tôi không chết đói vậy. Sống với tôi mà bà nói cái gì? Bà chết đói hả? Chết đói hồi nào cũng đâu? Tôi đứng đói nè. Ủa? Nãy giờ sao không chịu nói gì? Nói nãy giờ cũng có mẹ gì ăn đâu. Ủa? Nãy giờ bà có nói ha? Quá trời rồi. Thôi được rồi. Để tôi... mà nhà mình cũng có mẹ gì ăn đâu. Tôi biết mà bà, tôi đâu có nói gì chứ. Tôi nhớ rồi. Còn hả? Còn cái hộp gà luộc. Trời ơi, sao đâu mà ngoan dữ vậy? Đây. Ông lượm của ai vậy ông? Ây da, cái này nó bổ dưỡng lắm mà bà ơi. Nghe không? Ăn đi bà. Đang ăn miếng nghe không? Cái này nó bổ lắm mà. Ăn đi bà. Trời ơi, sao nó thui rầm vậy ông ơi? Bà nói sao vậy? Thui gì mà thui. Thui chịu không nổi. Sao kỳ vậy bà? Tôi mới để con ngày hôm kia mà. Tôi gói kỹ dữ lắm mà sao giờ nó thúi dữ ha. Giống một vịt ung quá, kể mẹ nó lũm mẹ nó bỏ hủ. Vậy nữa ba. Ê, ông cho tôi một ly sữa lá soda hột gà đi ông. Trời ơi mẹ ơi. Sao ba gần chết rồi. Bà ăn uống chứ giờ sang trọng dữ vậy bà. Mặt mẹ nó nữa. Lụm lên. Hay. Bỏ nó uống. Cho ly sữa nước sôi cũng được anh. Thôi đi bà ơi. Bà gần chết tới nơi rồi mà. Đừng có phung phí nữa. Tôi nói cho bà nghe không. Bà phải ăn chay đi. Bà uống lạc nè. Rồi cái hồn của bà đó, nó mới thanh thản, nó nhẹ nhàng. Ở khi bà chết á, bà mới bay lên trên trời á, bà ở với tiên cho nó sướng cái tâm thần.
Chứ bây giờ mà bà ăn mặn nghe không, rồi bà uống soda sữa hột gà nè, rồi nữa bà chết à, bà xuống bà ở với quỷ sứ à bà. Chẳng thà tôi xuống địa ngục mà tôi làm ma no còn hơn lên thiên đàng mà tôi làm ma đói. Tôi nói thiệt với bà nghe, sau khi mà bà chết rồi đó không, sau khi mà bà lìa bỏ tôi rồi đó nghe, tôi cũng không muốn sống làm gì nữa. Tâm nguyện của tôi là tôi cũng muốn chết theo bà cái cho rồi. Nhưng mà khổ nói cái là giờ còn lại mớ tiền không biết để cho ai. Ông còn tiền á? Ừ, cũng còn chút đỉnh. Trời ơi, may quá. Chuyện gì bà? Ông ơi. Gì đây? Ông mấy chục năm rồi. Ừ. Có một cái tâm nguyện này. Ừ. Mà từ xưa giờ tôi chưa có được hưởng. Bà muốn gì? Muốn chia gia tài ha? Chia gia tài chứ ông. Vậy chứ bà muốn gì? Tôi... Ừ. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn... Bà muốn gì bà? Tôi muốn... Tôi muốn... Muốn... À... Tôi hiểu ý bà rồi. Trời ơi, vợ chồng ăn ở nhau mấy chục năm mà. Tôi không nhìn cái ý tứ của bà là tôi biết. Bà nóng nực lắm hay không? Được rồi, tôi chịu ý bà. Tôi mà không phải giống như người ta đâu. Một đời ta là ba đời nó. Vật chất là của cải phù du mà bà ơi. Được rồi nghe không? Cũng quạt cho bà mát. Để bà chết một cách để cho nó mát mẻ. Chứ không phải chết nóng lực như người ta. Thôi, bà chết đi bà. Vậy chứ bà muốn gì? Tôi muốn khám bác sĩ. Ây trời đất mẹ ơi. Khám bác sĩ thì cũng chết. Không khám bác sĩ cũng chết. Khám chi? Trời ơi, đừng có khám bác sĩ. Bây giờ tôi nói cho bà nghe nghe không? Bà suy nghĩ cho kỹ đi. Rồi bà nói với tôi nghe. Bà đau ở chỗ nào? Bà bệnh ở chỗ nào? Bà nói cho tôi. Rồi tôi trị cho. Thôi đi ông ơi. Tôi sợ ông trị lắm rồi. Sao vậy bà? Trời ơi, mấy chục năm nay tôi bệnh nặng bệnh nhẹ gì ông cũng đè tôi ra ông cạo gió. Mà phải ông cạo như người ta đâu. Ông sức dầu ít xịt rồi. Ông cạo cái lưng của tôi nó rách nát, rác thấy mồ tổ. Thôi đi bà ơi, tôi nói cho bà nghe nè. Tôi cạo cho bà mấy chục năm nay rồi. Bây giờ còn có lần cuối cùng là bà. Bà để tôi lo cho bà. Cho nó trọn cuộc tình già này nghe bà. Được rồi, bà nói là tôi hà tiện. Tôi cạo dầu ít xịt cho bà không? Được rồi, bữa nay nè, tôi xài sang với bà. Tôi xả láng cho bà luôn. Rồi, bà đưa cái lưng đi. Đó, rồi tôi sức hết nguyên chai dầu cho bà. Không, ông xài sang. Bà cởi áo đi bà. Thôi. Bà cởi áo ra tôi cạo cho mà. Thôi, cảm ơn ông. Ông xài sang. Ông để dành cho ông cạo. Tôi... Bà thấy sao rồi hả bà? Bà ơi, bà muốn gì? Bà nói đi bà. Ông kêu... Sao? Kêu bác sĩ cho tôi đi ông. Tôi nhìn mặt bác sĩ một lần. Bà ơi, tôi chết cũng được. Bà ơi, trời ơi, kêu bác sĩ làm chi? Đấy. Ông ơi, kêu cho tôi nhìn mặt ông bác sĩ lần cuối đi ông. Thôi, tôi thấy bà cũng mệt dữ lắm rồi á.
Lấy bà chết đại đi bà. Chứ kêu bác sĩ lại. Tôi này. Tôi không thấy mặt bác sĩ. Tôi không dám chết. Sao bà không dám chết? Ông ngồi. Tôi nói cho ông nghe. Hồi đó ba má tôi thấy ông kẹo keo. Keo kìa. Đâu có muốn gả tôi cho ông. Tôi cãi lời cha mẹ tôi. Tôi ưng ông. Giờ tôi chết xuống dưới. Ông bà mà biết tôi bệnh mà không được đi khám bác sĩ, ông bà huynh tôi chết nữa. Tôi không dám chết đâu ông ơi. Được rồi. Nhưng mà tôi đưa con bác sĩ về đây rồi, bà còn sống không? Còn lẹ lẹ đi em ơi. Bà ráng mà sống mà chờ nghe bà. Kéo không kịp. Nhưng mà bà phải hứa với tôi là bà ráng bà sống nghe không? Chứ để mà tôi đưa con bác sĩ về rồi mà bà có chết thì tôi cũng phải trả tiền xe cho ông bác sĩ á bà. Tôi ráng. Chờ tôi đi, đó bà. Đi. Bà ơi bà. Bà còn sống không bà? Còn sống. Bác sĩ tới chưa ông? Hồi nãy đi gấp quá. Tôi quên dặn bà. Cái gì? Tôi nói bà, tôi mà đi trước bác sĩ đúng không? Mà ở nhà bà có chịu không nổi bà chết thì bà cũng ráng nha bà. Tôi ráng. Tôi thấy mặt ông một lần rồi tôi mới chết. Không phải, tôi nói là bà ráng, bà ngồi dậy. Bà ngồi dậy, bà dối cái tay, bà tắt cái đèn giùm tôi để nó hao điện. Trời ơi, tôi không thèm biết nữa. Đồ cha già ó đông.